nữ 3 tuổi nhà Trường Giang không chỉ ham học mà còn siêng vận động, là bản sao hoàn hảo của bố. Dù chưa chính thức công khai dung mạo của con gái đầu lòng, nhưng Trường Giang đã rất thoải mái chia sẻ các khung ảnh bé Destiny. Dân tình không khỏi bất ngờ khi ái nữ nhà nam danh hài tuổi lên 3 có nhiều tố chất nổi trội. Gia đình Trường Giang Nhã Phương luôn được đông đảo khán giả dành nhiều sự quan tâm, nhất là những bài viết về con gái đầu lòng của cặp đôi bé Destiny. Nam danh hài khiến dân tình thích thú khi chia sẻ khung hình cùng ái nữ khi bị phạt vì lỡ miệng bóc phốt bà xã. Trường Giang thường xuyên đăng tải những hình ảnh xoay quanh các hoạt động thường ngày của ái nữ. Ở tuổi lên 3, con gái mười khó hồn nhiên lanh lợi, rất chăm học cũng như tập luyện thể thao. Còn khá nhỏ nhưng ngốc tì đã phát triển chiều cao nhanh chóng. Trên các tài khoản mạng xã hội, Trường Giang chia sẻ nhiều khung hình cùng chơi đùa, tập luyện thể thao, hướng dẫn con gái tìm hiểu những điều mới lạ. Ngoài việc thừa hưởng sự lém lỉnh, tính cách hài hước của bố, bé Destiny còn rất thông minh, ham học tiếng Anh. Điều này có được là nhờ sự dìu dắt của nam danh hài xứ Quảng khi anh luôn học tập cùng ái nữ. Ông xã Nhã Phương còn chia sẻ thêm, nhóc Tì từng rất lo lắng khi cô giáo đến trễ, cứ thời điểm ngày nào cũng đòi mẹ học cùng mình. Nam danh hài Trường Giang từng cho biết, con gái anh khoái nói tiếng Anh lắm, bây giờ mà chỉ cắt màu, con chỉ nói tiếng Anh mà không nói tiếng Việt. Khi nào bảo nó nói tiếng Việt thì mới nói tiếng Việt, còn không con chỉ thích nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, Trường Giang còn không ngần ngại bày những trò nhí nhố để chơi đùa cùng con gái. Có thể thấy bé Destiny vô cùng hào hứng khi được đưa đi ra ngoài. Nhóc Tì hưởng ứng nhiệt tình theo người bố nổi tiếng, Trường Giang Nhã Phương đã tạo một căn biệt thự sân vườn rộng rãi thiết kế đặc biệt để tặng con gái Destiny. Bên ngoài có hồ cá coi đắt đỏ, bãi cát trắng. Nam diễn viên còn dựng một quầy bar làm nơi vui chơi cho ái nữ, phong cách đậm chất mùa hè ở biển. Dù bận rộn đến đâu, cặp đôi nghệ sĩ vẫn dành thời gian riêng cho con gái, tự tay chăm sóc đưa bé đến trường. Qua những khung ảnh, khán giả dễ dàng nhận thấy bé Destiny rất ngoan ngoãn, lễ phép và dễ thương. Được biết ngoài công việc thì Trường Giang Nhã Phương dành trọn thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con gái đầu lòng. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô rất tin tưởng và giao cho ông xã nhiệm vụ nuôi dạy ái nữ, bởi nam danh hài luôn kết hợp giữa giáo dục con và chơi đùa nên nhóc Tì tiếp thu rất nhanh. Ngoài ra, hình ảnh được Trường Giang đăng tải khiến cho nhiều người bất ngờ và gật gù thừa nhận Destiny là bản sao hoàn hảo của nam diễn viên. Hồi bé anh sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, đáng nói từng đường nét của ông xã Nhã Phương như đúc từ một khuôn với con gái. Dân tình có thể thấy ái nữ nhà Trường Giang sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn đáng yêu và vô cùng lanh lợi. Nhiều người cho rằng vẻ xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt của cô bé, được thừa hưởng từ mẹ. Tuy nhiên, từng đường nét trên gương mặt của bé Destiny chẳng khác gì bản sao của bố. Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng khoe một loạt story ngắn về khoảnh khắc đời thường của tiểu công chúa. Nữ diễn viên cây táo nở hoa khéo léo chọn góc quay để không lộ rõ mặt của bé Destiny. Tuy nhiên, dù chỉ vài giây lướt qua, nhưng góc nghiêng thần thánh của nhóc Tì vẫn khiến dân tình trầm trồ. Nhã Phương cũng phải thừa nhận không chỉ ngoại hình mà tính cách của Destiny được thừa hưởng từ người bố nổi tiếng, cùng với vẻ ngoài lém lỉnh đáng yêu, nhóc Tì luôn cùng bố tạo ra tiếng cười cho cả nhà. Thậm chí nhiều lúc chính diễn viên cây táo nở hoa còn tủi thân khi hai bố con quá thân thiết cho cô ra rìa. Về phía Trường Giang, anh cũng từng khiến dư luận chú ý khi tiết lộ lý do không để lộ mặt con gái. Nam danh hài bộc bạch, tôi không muốn người ta đụng chạm con mình nhiều, là người của công chúng thì phải chấp nhận chuyện người ta xăm soi, còn giấu đi là chuyện của mình. Khi nào con nói muốn mọi người biết nó là con của tôi thì tôi sẽ công bố, chứ giờ tôi phải tôn trọng con, nhiều người soi con quá cũng thấy tội. Trường Giang nổi tiếng là sao nam thương vợ chiều con. Kể từ khi có bé Destiny, vợ chồng nam danh hài gắn kết, biết hy sinh và dành nhiều tình yêu cho nhau hơn. Khán giả rất mong đợi Mười Khó sẽ cập nhật thêm những hình ảnh dễ thương của ái nữ.